Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi văn phòng bán vé máy bay Việt Nam Mango Tours và công ty Chacha POS là công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan tới việc ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris nhận được khoảng 500 triệu đô la chỉ trong một tháng. Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris nhận được khoảng 500 triệu đô la kể từ khi bà trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, số tiền chưa từng thấy này. Phản ánh sự nhiệt tình tài trợ trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Ba nguồn tin thân cận cho biết, đó là số tiền dành cho bà Harris trong vòng 4 tuần kể từ khi bà bước vào cuộc chạy đua tổng thống vào ngày 21 tháng 7. Tiền mặt rất quan trọng trong việc quảng cáo, cũng như những chương trình góp phần đưa cử tri đến điểm bỏ phiếu và thuyết phục cử tri chưa quyết định. Bà Harris bước vào cuộc chạy đua sau khi Tổng thống Biden rút lui, mở đường cho tiền tài trợ đổ đến, vốn sắp cạn kiệt sau cuộc tranh luận thảm họa của ông Biden với ông Trump. Bà Harris nhận được 200 triệu đô la trong tuần đầu tiên của cuộc vận động tranh cử. Ban vận động của bà nhận được 310 triệu đô la trong tháng 7, đưa tổng số tiền bà và ông Biden nhận được trước khi ông Biden rút lui lên hơn 1 tỷ đô la, vượt qua ngưỡng quyên góp đó nhanh nhất trong lịch sử. Ban vận động của ông Trump công bố nhận được 138 triệu 700 ngàn đô la trong tháng 7 và nắm trong tay 327 triệu đô la tiền mặt. Sự nhiệt tình dành cho bà Harris tiếp tục kéo dài sang tháng 8 với số tiền đóng góp từ các nhà tài trợ nhỏ khi hàng ngàn người dự các cuộc tuần hành của bà tại các tiểu bang dao động trên toàn quốc. Ban vận động của ông Biden nhận được 1 tỷ 400 ngàn đô la trong cuộc bầu cử vào năm 2020 hoặc 1 tỷ 620 triệu đô la khi cộng với các tổ chức bên ngoài. Tiếp theo là tin ông Robert F. Kennedy cân nhắc rút lui khỏi cuộc chạy đua tranh cử tổng thống. Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy đang cân nhắc chấm dứt cuộc vận động tranh cử của mình để gia nhập phe ông Trump. Ứng cử viên phó tổng thống Nicole Shanahan cho biết, là những ứng cử viên độc lập, bà và ông Kennedy có thể lôi cuốn sự ủng hộ từ những cử tri có thể bỏ phiếu cho ông Trump, mở đường cho phó tổng thống Harris và ông Tim Walz thắng cuộc bầu cử tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn với Impact Theory đăng tải online hôm thứ Ba, bà nói rằng ông Kennedy có thể rút lui ngay và đứng về phía ông Trump. Khi được hỏi khi nào họ đưa ra quyết định, bà không trả lời. Trên CNN hôm thứ Ba, ông Trump cho biết ông chắc chắn sẵn sàng để ngỏ khả năng ông Kennedy giữ một chức vụ trong chính quyền của ông nếu ứng cử viên tổng thống độc lập rút lui khỏi cuộc chạy đua và ủng hộ ông. Trong cuộc phỏng vấn sau cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông Trump nói rằng ông Kennedy là người rất thông minh, ông quen biết ông ấy từ rất lâu. Ông không biết ông Kennedy có nghĩ về rút lui hay không, nhưng nếu ông ấy nghĩ về chuyện đó, chắc chắn ông ủng hộ. Trên mạng xã hội X hôm thứ Ba, ông Kennedy viết, ông sẵn sàng thảo luận với lãnh đạo của bất kỳ đảng nào để thúc đẩy các mục tiêu ông đã theo đuổi 40 năm trong sự nghiệp và trong cuộc vận động tranh cử này. Ông Kennedy là nhà vận động môi trường. Ông cũng là người lan truyền thông tin sai lệch về vaccine và gia đình ông phản đối cuộc vận động tranh cử của ông. FAA sẽ lệnh kiểm tra phi cơ Boeing 787 sau vụ lao xuống giữa chuyến bay làm hơn 50 người bị thương. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ, tức FAA, sẽ bắt buộc kiểm tra hàng trăm phi cơ Boeing 787 Dreamliners sau khi một phi cơ của hãng LATAM Airlines hồi tháng 3 bất ngờ lao xuống giữa không trung làm ít nhất là 50 người bị thương. FAA cho biết phi cơ lao xuống sau khi chiếc ghế trong phòng lái xô về phía trước và ngắt hệ thống lái tự động làm phi cơ giảm độ cao nhanh. Kể từ sự việc trên, FAA đã nhận được thêm 4 báo cáo về vấn đề tương tự, mới nhất là trong tháng 6. FAA xác định nút nhấn phía sau ghế phi công bị lỏng là nguyên nhân trong 3 trường hợp. 2 trường hợp còn lại đang được điều tra. FAA ban hành chỉ thị kiểm tra vì tình trạng không an toàn của ghế ngồi, bắt buộc kiểm tra 158 phi cơ ghi danh tại Hoa Kỳ và 737 phi cơ trên toàn thế giới. Công việc kiểm tra phải hoàn tất trong vòng 30 ngày. Phát ngôn viên Boeing cho biết công ty hoàn toàn ủng hộ chỉ thị trên. Thông báo này tăng lên sự chú ý của cơ quan quản lý và công chúng đến Boeing, đặc biệt là dòng phi cơ 787 Dreamliners. Trong tháng 6, công ty phát hiện hàng trăm đai ốc lắp đặt không đúng trên một số phi cơ chưa giao. Hồi tháng 5, FAA điều tra xem liệu Boeing có hoàn tất kiểm tra theo quy định hoặc làm giả hồ sơ phi cơ hay không. Tháng trước đó, một người tố giác nói rằng Boeing cần ngừng sản xuất phi cơ Dreamliner và những thiếu sót chưa được giải quyết. Đáp lại, Boeing nhấn mạnh công ty hoàn toàn tin tưởng vào dòng Dreamliners.
Bên cạnh đó là tin người biểu tình bị bắt giữ sau khi xung đột với cảnh sát bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Chicago. Hàng chục người biểu tình ủng hộ Palestine đối đầu với hàng trăm cảnh sát bên ngoài lãnh sự quán Israel hôm thứ Ba, trong buổi tối thứ Nhì của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Sau khi đám đông lớn hơn bắt đầu giải tán, chia tách thành các nhóm nhỏ hơn, xung đột với cảnh sát dẫn đến hơn 12 người bị bắt giữ. Cảnh sát gọi cuộc biểu tình là tụ tập trái luật. Trước đó, cảnh sát ngăn chặn người biểu tình diễn hành. Một số người biểu tình đốt cháy quốc kỳ Hoa Kỳ trên đường trong khi đại hội diễn ra bên trong United Center, cách đó khoảng 3 km. Những người khác mang theo cờ Palestine trong khi nhiều người mặc áo đen và bịt kín mặt. Khi người biểu tình tái nhóm và tiến về phía cảnh sát phía trước lãnh sự quán Israel, một cảnh sát dùng loa ra lệnh cho người biểu tình giải tán ngay lập tức. Một phụ nữ ở phía trước cuộc diễn hành dùng loa của cô trả lời, chúng tôi không sợ. Nhóm biểu tình quảng bá cuộc biểu tình hôm thứ Ba dưới khẩu hiệu làm nó lớn hơn như năm 1968, nhắc đến làn sóng biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam diễn ra tại thành phố trong Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào năm 1968. Quang cảnh với những hàng cảnh sát chống bạo động hoàn toàn trái ngược một ngày trước đó, khi hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine diễn hành gần nơi diễn ra đại hội kêu gọi ngừng bắn. Cảnh sát giới hạn cuộc biểu tình trong phạm vi một dãy nhà trên đường Madison Street. Lãnh sự quán là nơi diễn ra vô số cuộc biểu tình kể từ khi chiến sự bùng phát ở Gaza hồi tháng 10. Thống đốc New Jersey Phil Murphy xóa nợ y tế 100 triệu đô la. Thống đốc Phil Murphy hôm thứ Ba công bố gần 50.000 người ở New Jersey sẽ được xóa nợ y tế 100 triệu đô la, một trong những trường hợp lớn nhất tiểu bang cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những người không thể thanh toán hóa đơn y tế. Ông Murphy phân bổ 550.000 đô la từ ngân sách kế hoạch cứu Hoa Kỳ và phối hợp với Undue Medical Debt là tổ chức phi lợi nhuận mua hóa đơn y tế chưa thanh toán từ các bệnh viện theo giá ưu đãi để tiến hành xóa nợ một lần. Người dân New Jersey đủ điều kiện nhận hỗ trợ bắt đầu nhận được thư thông báo từ thứ Hai. Ông Murphy nói rằng nợ y tế lũy kế rất nhanh và có thể đi theo một người trong nhiều thập niên. Tiểu bang sẽ xóa nợ cho hàng ngàn gia đình, mang đến tác động thực tế và hữu hình cho cuộc sống của họ. Người đủ điều kiện là người có thu nhập dưới mức nghèo đói liên bang ít nhất 4 lần hoặc có nợ y tế tương đương 5% hoặc hơn thu nhập hàng năm của họ. Xóa nợ cho dành cho 17.905 người nợ các bệnh viện Prime Healthcare 61.600.000 đô la và 31.748 người nợ các cơ quan khác khoảng 38.400.000 đô la. Undue Medical Debt hợp tác với chính quyền địa phương để mua nợ từ các bệnh viện từ năm 2022. Arizona, Indiana và thành phố New York trong năm nay công bố các chương trình nhằm xóa nợ y tế từ 1 tỷ đến 2 tỷ đô la với sự hỗ trợ của Undue Medical Debt. Các chính quyền cũng tận dụng ngân sách từ kế hoạch cứu Hoa Kỳ dự luật cứu trợ COVID 1.900 tỷ đô la năm 2021 để xóa nợ y tế khoảng 7 tỷ đô la cho gần 3 triệu người Mỹ. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất. Xin gọi 1-888-630-9658, sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. Thống đốc Newsom giao đại biểu California cho Phó Tổng thống Harris tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Một số thiếu niên 16 và 17 tuổi ở Bay Area sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu trong tháng 11. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý vị.
Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415 335 2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.